và thiệp để làm cái kênh của mình nhé. Comment một câu nữa rồi. Anh đẹp, các bạn. Anh em. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con chuồn chuồn nha các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm rè cao cổ nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm ốc đôn này các bạn ơi. Các bạn nhé, thì video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm ốc đôn này. Còn nửa túi uống giường nữa có phải mang thêm đi không? Có. Bây giờ mấy lần? Đấy. Bây giờ mấy lần? 14.46. À đâu, 300 lên cao bằng làm đó. Vâng. Lên đấy tôi làm cái gì? Làm phụ xe. Lên là cao bằng rồi. Phụ xe cho ai? Cho nhà chú Thí Nhung đi. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Sản phẩm ốc đôn này các bạn ơi. Còn đây là sản phẩm con chuồn chuồn này. Sản phẩm rè cao gót, rè khẩu cao. Xin chào tất cả các bạn nhé.